Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hang Cho Nói Việt Nam, mình là Thế, nhân viên luật. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu nối cảm biến sợi quang BFB với bộ điểm Countermeasure LC3 của Hang Cho Nói. Thì để đấu được thì ở đây mình sẽ có là bộ điểm Countermeasure LC3 qua mặt anh là LC3 V61 mặt A. Và cảm biến sợi quang BFB với mã là BFBRN. Bây giờ chúng ta tiến hành đấu nối. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ nhìn trên sơ đồ chân của bộ điểm LC3, thì chúng ta sẽ thấy là chân chính, chân 10 là chân nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ đấu hai chân này trước. Còn thì mọi người nhìn trên sơ đồ chân của cảm biến sợi quang, chúng ta thấy là chân nâu là chân 12V, chân màu xanh là 0V và chân đen là chân bỏ ra chân điệu. Đây, đây chân 12V nè, chân 0V, chân tín hiệu. Thì chúng ta sẽ đấu vào chân 12V, chúng ta sẽ đấu vào chân số 13. Chúng ta đấu về chân số 14. Rồi, chân tín hiệu chúng ta đấu về chân số 11. Rồi, giờ phần đấu nối mình đã đấu nối xong. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cắm sợi quang vào cái cảm biến sợi quang và cấp nguồn. Về phần sợi quang thì chúng ta sẽ nhìn thấy là hai cái lỗ cắm sợi quang nè, mọi người sẽ thấy không, đây hai cái lỗ này chúng ta sẽ cắm thật chặt vào, thật sâu vào mới nhận được tín hiệu đèn quang và chúng ta khóa lại, và chúng ta sẽ cấp nguồn cho chúng. Về phần cài đặt thông số cho LC3 thì các mọi người sẽ thêm tham khảo cái video trước mình đã có hướng dẫn đến mọi người cách thiết lập các thông số cho cái bộ điểm LC3. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết lập thông số cho BFB. Thì thiết lập thông số hiểu cái phần cài đặt thiết lập thông số cho cái cảm biến sợi quang BFB rất là dễ sử dụng. Thì mọi người có thể tham khảo trên cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất của Hang Cho Nói đã để trong đó, và hoặc là mọi người sẽ thể liên hệ đến công ty Hang Cho Nói để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. Thì mọi người sẽ nhìn kỹ rồi trên cái phần thanh gạt lay on đắt on, thì mọi người nhớ là nên lựa chọn là theo rồi hoạt động, chế độ hoạt động là lay on, thì gạt mọi người sẽ gạt qua là on rồi. Còn về phần chế độ hoạt động CMOS như là chọn chế độ hoạt động normal. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho và tiến hành cho chạy.
cảm biến quang thì rất là sử dụng, dễ sử dụng. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cái phần cách cấu nối cảm biến sợi quang BFP với bộ điểm Countertimer và C3 của Anjanet. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like, subscribe, share video này nhé và đón xem các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt mọi người.